tiếng còi bắt đầu hiệp 1. Trận chung kết đã được vang lên và chúng tôi xin giới thiệu qua về danh sách thi đấu của hai đội bóng trong trận đấu chung kết này. Cơ hội trở lại với số 11 dứt điểm. Chưa có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng công ty Everday Denison. Cơ hội nữa trở lại với các cầu thủ bên phía đội bóng đỏ. Vẫn là một pha kết thúc chưa đủ khó. Như vậy thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ trong tình huống phối hợp này. Họ đã tận dụng thời cơ rất tốt để có được cơ hội vượt lên. Ta xem lại pha dứt điểm của số 3. Tình huống kết thúc là của đội trưởng Ngọc Hồ. Và không sẽ kéo léo kết thúc. Tỷ số bây giờ là 2-0. 2-0 dành cho các cầu thủ bên phía Avery Denison. Vẫn là bàn thắng của đội trưởng mang áo số 3 bên phía đội hình của đội bóng áo đỏ. Và cách biệt bây giờ đã được nhân đôi. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của các cầu thủ bên phía đội bóng Avery Denison. Và can thiệp của chủ trận mất bóng một lần nữa thì cơ hội trở lại với các cầu thủ áo đỏ. Vẫn là cơ hội dành cho Tấn Khanh. Pha dứt điểm của đá chéo góc. Nhưng lần này pha dứt điểm của Tấn Khanh không qua được hàng thủ bên phía đội bóng công an và ủy ban dân xã Long Hậu. Và đội bóng của Văn Trường, cú dứt điểm chưa đủ hiểm. Tình huống kết thúc khá khó chịu nhưng bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn bên phía đội bóng Avery Denison. Chỉ bảo chủ trạch là người can thiệp nhưng bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ đỏ. Thêm cơ hội nữa, dứt điểm không vào. Suýt chút nữa thì có bàn thắng kế tiếp dành cho các cầu thủ bên phía Avery Denison với pha xử lý khá khéo léo của số 12 Quý Võ. Chỉ bảo khá khéo léo, khoảng trống nữa dành cho số 3. Và xoay người không thành công và đây là thời cơ phản công dành cho các cầu thủ áo đỏ. Và đánh một và chỉ có một mình thủ môn bên phía đội bóng công an xã mà thôi. Và rất dễ dàng để cho Chí Bảo ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Số 6 đã đón bóng rất thuận lợi, nhận đường truyền từ đồng đội của mình và dứt điểm chính xác để mang về lợi thế tiếp theo dành cho Avery Denison. Hai trận đấu bóng đá nữ đã kết thúc ở trên sân đấu số 2 và số 3. Bây giờ là cơ hội nữa dành cho các thủ đỏ. Bàn thắng kế tiếp, bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 ở trận chung kết dành cho các thủ bên phía Avery Denison. Và người ghi bàn vừa rồi là Chí Khánh, số 15 đã bắn xuống rất tốc độ và dứt điểm tỉa bóng rất hiểm hóc. Bóng khẽ chạm vào cột dọc khung thành và đi vào lưới. Chúng ta cùng xem lại pha ghi bàn thứ tư dành cho đội bóng Avery Denison trong trận đấu này. Trận đấu vẫn tiếp tục. Cơ hội nữa dành cho Văn Chương. Đã có bàn gỡ dành cho các thủ công an và ủy ban nhân dân xã Long Hậu. Số 39 là người xuất ngắn tỷ số, đó là Văn Trương. Tỷ số được tạm thời thu hẹp 4-1. Những sự nỗ lực của đội bóng áo đen cuối cùng cũng đã có được bàn thắng đầu tiên dành cho đội bóng này. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý vừa rồi. Còn lại khoảng 3 phút nữa, kể cả thời gian bù giờ cho 60 giây mà hai đội đã hội ý. Một cú dứt điểm khá căng nữa đến từ Văn Trương nhưng nó vẫn đi chưa chính xác. Pha phòng ngự tốt, một pha lướt bóng rất nhanh được của số 12 Quý Võ. Khoảng trống đối mặt không thành công, vẫn còn dứt điểm. Cú đá cuối cùng đã không hạ được thủ thành Nam Hiệp. Rất đáng tiếc cho các thủ bên phía đội bóng đỏ khi họ đã để lỡ thời cơ này. Pha dứt điểm trước khá đáng tiếc. Phản công trở lại với các thủ áo đen. Chưa có tình huống qua người thành công. Lợi thế dành cho các thủ đỏ không vào. Suýt chút nữa thì đã có thêm bàn thắng dành cho các thủ Avery Denison. Nếu như chiến thắng kết thúc tốt hơn trong tình huống đối mặt này. Qua người thành công. Vẫn không vào, bóng vừa rồi đã đập vào cầu dọc. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội của chú Trạch. Anh đã không gặp may trong tình huống này khi đã có được pha qua người rất hay và tình huống kết thúc khá táo bạo. Thêm pha kết thúc rất nguy hiểm. Lại là tình huống uy hiếp nữa của các cầu thủ áo đỏ tạo ra. Thủ thành Nam Hiệp đã phải vất vả cản phá hai tình huống tấn công liên tiếp của các cầu thủ bên phía Avery Denison. Rất bình tĩnh và không có gì phải vội vàng. Rất cố gắng để lấy bóng. Thêm một bàn thắng nữa rất bất ngờ. Pha ghi bàn của đội trưởng Ngọc Hồ. Bàn thắng thứ 3 của Ngọc Hồ trong trận đấu ngày hôm nay. Một pha bắt bóng ở vị trí tường truyền tưởng chừng là hơi khó dành cho vị trí của số 3 nhưng anh vẫn băng lên khống chế bóng thành công và đưa ra được cú dứt điểm chéo góc đầy lợi hại. Tường truyền hướng tới vị trí của Thanh Sang. Pha chạm bóng đầu tiên của số 3 kết thúc không vào. Không có nhiều khoảng trống để cho cầu thủ này có thể xoay sở. Phản công nữa dành cho các cầu thủ đỏ. Đối mặt tiếp tục dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Avery Denison. Và thêm một bàn thắng nữa. Lần này người ghi bàn là vị trí của Tuấn Khanh. Và xử lý quá đẳng cấp của số 11 với động tác về bóng bằng gập giày và dứt điểm rất nhanh. Một pha về bóng chân phải và kết thúc bằng chân trái không khác gì một ngôi sao cú sa thật thụ.
Thì khi đó thì Iran vẫn là thế độc tôn ở châu Á khi trải qua 16 lần giải đấu tổ chức, họ đã vô địch đến 12 lần. Các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen đã phòng ngự không tốt và để bóng đến chân vị trí của số 4 Tấn Kha, pha dứt điểm dễ dàng của Tấn Kha để mang về bàn thắng tiếp theo nữa dành cho đội bóng bên phía Avery Dennison. Vẫn là các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen. Phản chống dành cho Phú Thịnh. Kết thúc đi. Sau hai pha ngoặt bóng nhưng cú đá cuối cùng của cầu thủ mang áo số 26 lại vẫn không chính xác. Chúng ta cùng xem lại cơ hội vừa rồi của các cầu thủ bên phía vị trí Bình Vương. Và đẩy bóng lên của số 79 Tường Chiến Cốt, Lâm Núi. Có bàn thắng hay không? Vẫn không có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen. Thủ thành Hoàng Phong cũng đã lùi về rất nhanh để phá bóng trước khi bóng kịp lăn qua vạch vôi. Như vậy thì lúc này trọng tài đã nổi còi khép lại trận đấu chung kết. Thắng lợi chung cuộc đã thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng Avery Dennison. Đội bóng vô địch bộ môn bóng đá nam, và xin mời đại diện của ban tổ chức cùng lưu lại để chụp những tấm hình lưu niệm cùng với đội vô địch. Xin chúc mừng dành cho đội bóng đá nam của công ty Avery Dennison.